cái gì đây không không à? Tai nghe Bluetooth. Đây, mã của nó đây. KVK W30. Giờ mình khui hộp nha. Cái này là mình mua ở cửa hàng nha, không phải là trên Lazada hay Shopee hay Tiki gì hết, không có mua trên mạng, mua trực tiếp ở cửa hàng. Giá là 350. Không biết xài có tốt được không. Nó gồm có nghe này. Cái này là sử dụng cho một số nó là tai nghe Bluetooth nha. Cái này có thể quạt trên cổ đó, như là thường là cho các vận động viên thể dục, tập thể dục. Ở đây không có cốc sạc nha, không có cốc sạc nữa hết, chỉ có cái dây. Đây là tai nghe và dây sạc thôi. Còn cái đốc sạc là mình phải cái đốc sạc của điện thoại rút ra, đốc sạc của điện thoại mình rút ra, sau đó mình cắm cái này vào, cắm này vào cái đốc sạc. Nói chung là không có đốc sạc. Rồi đây, tai nghe. Rồi sử dụng thì mình sử dụng như thế nào thôi. Còn là chúng ta có các nút sau đây này. Này là nút mở này, mở nguồn ở đây. Chớp chớp như vậy là có rồi nha. Bây giờ mình chỉ cần mở Bluetooth lên là được. Cộng, ở đây cộng phải trừ, tăng giảm âm lượng, có thể qua bài được đó. Để mình thử nha. Bây giờ mình vào Bluetooth nha. Đây là cái biểu Bluetooth, mình ấn mình đè vô luôn thì nó mới hiện ra. Nhưng mà ấn đè vô nha, mà ấn không thì nhiều khi nó không hiện ra được đâu. Bây giờ đang tìm thiết bị nè. Đây, KVK30. Đang kết nối. Kết nối xong rồi đó. Ở đây nó có hiện cho mình luôn nguồn điện của cái tai nghe này nhé. Còn 80% pin. Cái này mình sạc thì đây, ở đây chúng ta thấy này. 80% pin. Thì theo hướng dẫn của cái cửa hàng này nói là nếu mà nghe liên tục thì khoảng tầm 2 đến 3 tiếng thôi. Còn mà mở lớn đấy nha, còn mở nhỏ nhỏ vừa vừa thì mình nghe có thể khoảng 4 đến 5 tiếng. Đó là nghe liên tục. Thì bây giờ mình thử âm thanh nha. Tháp Việt này. Mọi nhạc Tháp Việt đang bản quyền đó. Phải để mình thử âm thanh. Tí nữa mình sẽ cho các bạn nhận xét. Nãy mình có mở nghe về âm thanh rồi. Nói chung là âm thanh nghe rất là tốt. Theo mình cảm nhận thôi, cá nhân mình thôi, là tốt. Nói chung là nó không có bị dẫu âm thanh ở bên ngoài, âm thanh nghe cũng sống động á. Tuy nhiên là mình thấy ở cái này là có cái hạn chế, có cái này này, nó cồng kềnh quá. Tại vì lúc mua mình mua cái Bluetooth mà tính để gắn tay thôi, nhưng mà nó không có, nó chỉ có loại này thôi. Thôi thì mình mua mình dùng luôn, cảm nhận như thế nào. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Xem nó bền bao nhiêu thì dùng mới biết được.
Rồi, tạm biệt các bạn.